Dạ, qua Kiển Chính Trang xin kính chào bà con nha. Em chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2022. Em có làm một cái clip để giao lưu đến bà con cái lô giấy Mỹ ghép cẩm thạch nha bà con. Dạ, lô này là gồm có 23 cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Trong đó thì có là cẩm thạch lá nhỏ, đa số là cẩm thạch lá nhỏ một màu, hai màu. Một màu, hai màu. Rồi, thì để không mất thời gian của bà con thì em xin vào cây số 1. Thì em nhờ bà xã của em quay nha bà con. Rồi, đây là cây số 1 nha bà con. Đây, em quay vòng cho bà con coi nha. Quay có nhanh chậm gì thì em góp ý nha. Rồi, cây số 1 này hoành là 8 nha bà con. Chiều cao là 50cm. Hoành là 8,5. Hoành 8,5, chiều cao 50cm. Tán ngang là 60cm. Dạ, giá 150.000 bao phí ship nha bà con. Dạ, em xin nhắc lại là cây số 1 này là giá 150.000 bao phí ship. Rồi, xuống cây. Giữ nguyên đó đi. Giữ nguyên đựng đi. Rồi, cây số 2. Rồi, cây số 2 quay vòng cho bà con coi. Bắt chọn khung hình mà gần nhất nha để nó chỉ không nghe. Cây số 2 này có hai màu nào cầm bà con? Rồi, cây số 2 này là gồm có hai màu là màu tím quế nha bà con với màu trắng nha. Này có thể ra quay gần lại cho bà con coi, đây là màu trắng. Đây là màu tím quế. Rồi. Rồi, thông số của cây số 2 này là hoành 10 nha bà con. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 10, chiều cao là 70. Rồi tán ngang là 57. Giá của cây này là 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Dạ, em xin nhắc lại là giá của cây số 2 này là 300.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi, em xem vòng nữa em xuống cây nha bà con. Nè bà con coi củ đế nè. Rồi, em xuống cây. Rồi, cây số 3 nha bà con. Em quay vòng cho bà con coi cái tàn tán với lại cái củ nè nha bà con. Củ quá đẹp nha bà con. Cây này cũng hai màu luôn coi. Cây này gồm có hai màu là màu tím quế với màu trắng. Cũng giống như nãy luôn là màu trắng nè. Màu tím quế. Cỡ này là đang đợt mưa thành ra là bông nó không có gọn nha bà con. Nhưng mà bà con có chơi qua thì biết rồi. Bà con về chơi thì đợi ngay mùa nắng là nó sẽ ra rất là gộ, còn mùa mưa thì nó ra lác đác chứ không có gộ được như mùa nắng nha bà con. Nhưng mà lá cẩm thạch thì rất đẹp. Bà con về chơi lá đã đẹp rồi nhưng mà đợi vô nắng, đợt nắng thì qua nó sẽ đẹp hơn. Rồi, em xin đo thông số. Ủa, em đọc thông số của cây số 3 này là hoành 11,5 nha bà con. Cao 70, ngang 67. Là cây này em xin giao lưu là 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Đây, củ đẹp nè. Rồi, cây số 3 này là 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Rồi, xuống cây. Rồi, đây là cây số 4. Cây này là một màu một hả? Một màu tím quế một hả? Rồi, quay vòng cho bà con coi. Nè, củ quế quế đẹp nè. Lắc lượng. Rồi, cây số 4 này có thông số như sau. Hoành là 10,5. Cao là 55. Nghe tán ngang là 55. Em xin giao lưu cây này là 250.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Dạ, em xin nhắc lại là cây số 4 này là 250.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi, em quay vòng cho bà con coi. Rồi, em đổi cây luôn nha bà con. Rồi, em xin lên cây số 5. Cây số 5 này gồm có hai màu nha bà con, là màu trắng với màu tím quế nha bà con. Rồi, em lại quay cho bà con coi. Đây, màu tím quế và màu trắng, hai màu nha bà con. Rồi, em xin đọc thông số của cây số 5 như sau. Hoành là 12, cao là 75, tán ngang là 70. Dạ, giá 350.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ, em xin nhắc lại là cây số 5 này là giá 350.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi, em xin xuống cây luôn. Có thể gì vậy? Rồi, em lên cây số 6. Cây số 6 này cũng gồm có hai màu là màu tím quế với màu trắng nha bà con. Màu tím quế với màu trắng. Rồi, em quay vòng vòng nè cái đế cho bà con coi. Đây. Này đế đẹp. Hình như con thú luôn nha bà con. Này hình như con thú có sừng luôn nha. Rồi, em xin đọc thông số. Là hoành là 13, cao là 80, tán ngang là 80. Em xin giao lưu cây này là 400.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Và em xin nhắc lại cây số 6 này là giá 400.000 bao phí ship toàn quốc. Cái này là do để tiết kiệm thời gian nên là em đã có đo thước thông số trước hết trơn nha bà con.
co trước rồi, bây giờ em chỉ đọc thôi cho nên nó mau, cái clip nó mau, tránh mất thời gian của bà con. Rồi cây số 6 giá 400.000 bao phí ship nha bà con, em xuống cây luôn. Rồi em lên cây số 7. Cây số 7 này là gồm có là hai màu. Ủa có một màu hả? Cây số 7 này một màu là màu hồng. Nè em quay cho bà con coi, chỉ có một màu hồng, hai màu mà hồng với màu trắng nha bà con, xin lỗi. Màu hồng với màu trắng. Thấy rõ ràng là màu hồng màu trắng, xin lỗi bà con. Rồi, em đo thông số như sau. Hoành là 10,5, cao là 80, ngang là 60 nha bà con. Dạ, xin giao lưu cây này là 350.000 bao phí ship. Đây củ đẹp. Củ này đẹp. Nói chung là giấy Mỹ thì ra số củ nào cũng đẹp nha bà con. Rồi em xin nhắc lại cây số 7 này là giá 350.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Rồi xin xuống cây. Rồi cây số 8. Cây số 8 này là gồm có là trước mắt là màu trắng với màu này màu hồng. Rồi vậy có hai màu nha bà con. Cây số 8 này là gồm có màu trắng với màu hồng. Tại vì em nhìn lá em biết cây này nó chưa trổ bông nha bà con, nhưng mà nhìn lá thì biết. Lá của ra màu trắng thì nó lá nó sẽ cảm thành màu vàng. Còn lá màu hồng thì nó hơi cái viền hơi ít hơn người ta chút, cái viền trắng hơi ít hơn người ta chút. Rồi. Em quay vòng vòng cho bà con coi thử. Em quay gần là thấy cũ nè. Nè tại vì cái này trồng hơi sâu nên bà con lại quay gần thấy cũ đế nè bà con. Rồi thông số của cây này như sau, hoành là 9,5. Cao là 80, ngang 65. Dạ em xin nhắc lại cây số 8 là hoành là 9,5, cao 80, ngang 65. Dạ em xin giao lưu là 200.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ em xin nhắc lại cây số 8 này là giá 200.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên cây số 9. Cây số 9 này có hai màu, màu tím quế và màu trắng nha bà con. Rồi em quay vòng cho bà con coi củ đế nha. Em bắt gọn thôi khung hình không. Rồi cây số 9 có thông số như sau, hoành 9,5, cao 76, ngang 60, giá 300.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ cây này 300.000 bao phí ship nha bà con. Có hai màu, màu trắng với màu tím quế nha bà con. Rồi em đổi cây luôn. Rồi cây số 10 luôn. Cây số 10 này gồm có màu hồng và màu trắng. Màu hồng và màu trắng, rõ ràng rồi. Rồi quay vòng vòng cho bà con coi. Củ lắc lượng đẹp. Rồi có hai màu, cẩm thạch lá nhỏ màu hồng và màu trắng. Rồi có thông số như sau, hoành là 11, ngang là 70, ủa cao là 75, ngang là 52. Dạ em xin nhắc lại, hoành là 11, cao 75, ngang 52. Dạ em xin giao lưu cây này là 300.000 bao phí ship toàn quốc. 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Cây số 10 gồm có hai màu, màu hồng và màu trắng nha bà con. Rồi em xuống cây. Rồi em lên cây số 11. Cây này là mini nhưng mà củ bự nha bà con. Cây này dạng thu dân như con thú à. Củ bự đẹp. Em sẽ có ghép hai màu. Ghép hai màu, màu cam với màu tím. Đợt này màu tím nè. Đợt này màu tím nè, này màu cam nè. Này cẩm thạch lá lớn nha bà con. Cẩm thạch lá lớn hai màu, màu cam với màu tím. Thì em quay con thú cho bà con coi. Y chang như con thú luôn, có sừng luôn nha bà con. Rồi thông số của cây số 11 này như sau, hoành là 19, cao là 50, ngang là 45. Em xin giao lưu là 450.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi cây số 11 là 450.000 nha bà con. À, củ rất là đẹp, củ này bự. Rồi em xuống cây. Rồi cây số 12 nha bà con. Quay vòng cho bà con coi. Cây này là em ghép hai màu. Màu hồng với màu tím quế nha bà con. Dạ em xin nhắc lại cây này là em ghép hai màu, màu hồng với màu tím quế. Thông số của nó như sau, hoành là 11, cao 90, ngang 60. Em xin giao lưu là 200.000 nha bà con. Cây này lại đây anh quay chị. Cây này là nó có thẹo. Có thẹo nhưng mà nó đã liền rồi.
cũng như là nó đã hết bị lan ra rồi, từ từ thì nó sẽ liền lại. Rồi, cũ thì cũng khá đẹp. Thì em giao lưu giá rẻ cho bà con là 200.000. Dạ em xin nhắc lại cây số 12 này là 200.000. Bà con nào có ưng ý thì chốt liên hệ em số điện thoại 0798716145 nha bà con. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Hồi nãy giờ quên nói số điện thoại nữa là 0798716145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Rồi cây số 12 này là giá là 200.000 bao phí ship nha bà con. Em đổi cây. Cây số 13 có khách chốt rồi cho nên em lên cây số 14. Cây số 13 có người chết chốt rồi em chuẩn bị gửi. Cây số 14. Cái này là ghép toàn màu trắng không? Cây này ghép một màu là màu trắng nha bà con. Cũ đẹp. Rồi thông số như sau. Hoành là 9 gữ, cao là 73 mà ngang là 51. Em xin giao lưu là 200.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ em xin nhắc lại cây số 14 là hoành 9 gữ, cao 73, ngang 51, 200.000 bao phí ship toàn quốc. Một màu là màu trắng nha bà con, 200.000 thôi nha bà con. Rồi em đổi. Rồi cây này là cây số 15. Cây số 15 cây gián bay, ghép một màu là màu hồng. Dạ em xin nhắc lại là cây số 15, cây này cây gián bay, có cành phóng ra nè, là em ghép một màu là màu hồng nha bà con. Cái này về mình vô dây mình chỉnh sửa là ra cái cây bay đàng hoàng nha bà con. Rồi thông số của nó là hoành 11 gữ, cao 50, ngang 45. Dạ em xin giao lưu là 300.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi cây số 15 này là 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Cây gián bay nha bà con, cố tình ghép cho dáng bay luôn nè, đỉnh nè, rồi cần bay nè. Rồi bà con về vô dây là nó sẽ ra cái cây bay nha bà con. Rồi em xin xuống cây. Rồi cây kế tiếp là cây số 16. Cây số 16 này ghép là màu tím quế với màu trắng. Dạ cây số 16 này là hai màu nha bà con, màu tím quế và màu trắng. Thông số của nó như sau, hoành 10, cao 65, ngang 45. Em xin giao lưu là 200.000 bao phí ship nha bà con. Dạ, cây này là 200.000 bao phí ship toàn quốc. Cây đế đẹp. Rồi em xin xuống cây luôn. Cây số 17. Cây này ghép cẩm thạch lá lớn, tàn không lớn cho lắm, tàn còn nhỏ. Nè em quay lại cho bà con coi củ nè, tay trồng hơi sâu. Nè bà con coi củ lắc lượng trong này nè. Đây tay trồng hơi sâu cho nên đứng xa không có thấy được. Cái này em ghép cẩm thạch là màu cam với màu tím nha bà con. Cái đọt mà nó đậm gì là màu tím nè. Còn cái đọt mà nó lợt hơn là màu cam. Rồi ghép cẩm thạch lá lớn hai màu, màu cam với màu tím. Thông số cây như sau. Hoành là 9 rưỡi, cao là 65, ngang 45. Em xin giao lưu là 150.000 bao phí ship toàn quốc. Cây này tàn nhỏ, bán giá nhỏ, 150.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Cây số 18, cây một cốt, ghép một màu là màu trắng. Cây này một cốt hẳn luôn nha bà con. Rồi em quay vòng cho bà con coi, củ cũng đẹp nữa. Này củ như con thú đang ngóc đầu lên nè. Rồi lên trên là một cốt nha. Rồi ghép một màu là màu trắng. Hoành là 13, cao 110, ngang 50. Em xin giao lưu là 300.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ cây số 18 này 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Ghép một màu trắng, một cốt thẳng. Rồi em xin xuống cây. Rồi cây số 19 này ghép là màu hồng. Màu hồng với màu trắng. Rồi quay vòng cho bà con coi. Màu hồng với màu trắng. Nè nè bà con coi cũ nè. Tại vì cái này trồng hơi sâu. Hơi sâu so với cái chậu, thành ra phải quay gần mới thấy cái cũ. Cây bên đây nè, bà con thấy sâu có lòng vô nhìn cũ đẹp nè. Rồi, thông số của cây này như sau, hoành là 12 gữ, cao 67, ngang 67. Là em xin giao lưu là 400.000 bao phí ship toàn quốc, ghép hai màu, màu trắng với màu hồng nha bà con. 400.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi em xin xuống cây luôn. Số mấy nè? 20 rồi.
Rồi lên số 20 luôn. Số 20 này là hai màu, màu tím quế với màu hồng. Tàn đẹp, dày rồi nha bà con. Cây số 20 này là hai màu nha bà con, màu tím quế với màu hồng. Thông số như sau: hoành 11, cao 70, ngang 65. Em xin giao lưu là 300.000 bao phí ship toàn quốc. Tàn này đẹp nha bà con, về chơi là hai chậu chơi liền luôn. Để cái chậu này thì nó hơi xấu, bà con chơi cái chậu đẹp đẹp như coi được. Cái củ gì nè, trồng hơi sâu. Vì lúc bà con mà về mà bà con thay chậu á, trồng cao lên. Đừng có trồng lúc gì nha, trồng cao lên thấy cái củ đẹp hơn. Nè bà con coi những củ đẹp nè, mà tại lúc trồng hơi thấp xuống. Rồi cây số 20 này giá 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Em xem vòng rồi em xuống cây nha bà con. Tàn đẹp lắm. Rồi xuống cây luôn. 20. Rồi lên cây 21 luôn. Cây số 21 là gồm có là màu tím quế với màu trắng, màu hồng luôn, ba màu luôn nha bà con. Hên được cây ba màu. Cây số 21 này ghép ba màu, màu tím quế, màu trắng và màu hồng nha bà con. Thông số cây như sau: hoành là 9 gữ, cao là 70, ngang là 50. Em xin giao lưu là 250.000 bao phí ship nha bà con. Cây này về là mình chơi bông một lần rồi mình cơi tàn lại là tàn nó sẽ dày nha bà con. Này mới cơi có một lần hả. Rồi bà con nào mà về chơi là sẽ cơi một lần nữa là nó dậy liền à. Cây thì củ đẹp. Củ đẹp mà ghép được 3 màu nha bà con. Cây nãy giờ em quay là có cây này là được khối 3 màu thôi à. Thông số là em đọc lại là hoành là 9 gữ, cao 70, ngang 50. Em xin giao lưu là 250.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Và em xin nhắc lại là 250.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Số 22. Số 22 này là gồm có màu hồng với màu trắng. Ghép hai màu, màu hồng với màu trắng nha bà con. Củ có một cộng một thôi nhưng mà lắc lượng. Nó cộng một lắc lượng nè. Rồi em quay vòng vòng cho bà con coi. Quay sơ cái thấy rõ rồi. Rồi thông số như sau: hoành là 11, cao 68, ngang 45. Em xin giao lưu là 250.000 bao phí ship toàn quốc. Dạ cây này là 250.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi bà con về cũng cơi tàn chơi một đợt bông rồi bà con cơi tàn là nó sẽ dày nha bà con. Cái này mới cơi có một hai lần hà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi số 23 luôn. Số 23 củ đẹp. Đây củ đẹp gối lại đẹp nè bà con. Trong đây là gồm có hai màu, màu tím quế và màu trắng. Đa số là hai màu không à. Này màu tím quế và màu trắng. Quay vòng cho bà con coi rồi đọc thông số. Rồi hoành là 12, cao là 75, ngang là 52. Và anh xin giao lưu là 300.000 bao phí ship toàn quốc nha bà con. Cây này hai màu. Em xin giao lưu là 300.000 bao phí ship toàn quốc. Củ đẹp, củ đặc đẹp. Rồi em xuống cây luôn. Rồi lên cây số 24 là cũng là cây mã số cuối cùng nha bà con. Cây này là ghép hai màu, màu trắng và màu hồng. Ôi ba màu luôn, có màu tím quế luôn. Đây bên đây là màu tím quế, này màu hồng, này màu trắng. Vậy gì là được hai cây. Cây số 21 với 24 là ba màu. Rồi em xin quay sơ sơ cho bà báo thông số bà con coi. Nè củ đẹp nè. Củ này rất đẹp. Đẹp ha. Gối đẹp. Rồi thông số như sau: hoành là 11, cao 75, ngang 55. Em xin giao lưu là 350.000 bao phí ship toàn quốc. Cây này ghép 3 màu nha bà con, màu trắng, màu tím quế và màu hồng. 350.000 quá rẻ. Rồi đến đây thì em cũng xin tạm dừng cái clip của em nha bà con. Bà con có liên hệ đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0798 716 145. Số điện thoại em có để trên góc phải ở trên màn hình nha bà con. Bà con liên hệ đặt hàng hoặc là muốn chụp hình trực tiếp gì đó thì kêu liên hệ em số Zalo đó luôn 0798 716 145, vô đó kêu em chụp hình gửi cho bà con nha. Rồi đến đây em cũng xin cảm ơn và kính chào bà con nha.